Xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Tôi Giang hôm nay giới thiệu với tất cả mọi người là một số đầu máy hàng Honda, Yamaha và máy tàu. Đặc biệt trong lô này có một cục máy giá rẻ, chỉ có 1,4 triệu một cục máy thôi. Nên mọi người lán lại xem hết video nhé. Ngoài chi tiết sản phẩm thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp 3 cái số điện thoại cho mình: Quyết Bắc Giang 0364011683, 0983198883 và 0915198883. Những cái cục máy này thì em đều đã đánh mã số và giá tiền rồi, để mọi người thấy phù hợp được với những cái con xe của mình nó kém rồi thì cân nhắc nâng những cái cục máy như thế này. Đấy. Rồi sau đây em sẽ vào giới thiệu chi tiết từng cục luôn. Đầu tiên là một cục máy hàng SYM 100. Con này là SYM 100. Tình trạng máy thì con này nó đã chạm đầu, nhưng mà máy phần vách giữa và côn điện là còn zin. Con đang mã số là C225, 2,6 triệu, có bớt 200.000 về mọi người thay dầu đổ nhớt. Máy chạm đầu nhưng mà con này nó vì khói một chút ấy, thì bên em xử lý lại thì nó đã ngon hết rồi. Xử lý khói thì nó chỉ là cái thay cái xác măng thôi, nó không ảnh hưởng gì chất lượng máy. Quay video qua cái phần côn này mọi người xem kỹ hơn này. Côn là con zin nhá, hàng SYM của công ty Sanjong Moto Taiwan, Đài Loan đấy. Đầu bò và hơi đây. Đấy, các chi tiết ốc kia còn khá là sắc nét, máy sạch sẽ, khô ráo ngon này. Phần chi tiết ốc đầu bò đây. Này thì lúc vận chuyển nó lấy nên nó bị móp, bị mất một đầu này thôi. Còn chất máy cho mọi người nhìn này. Các chi tiết ốc kia còn thì đẹp. Sơn zin, đây là bên điện này. SYM của công ty Sanjong Moto này. Phần cốt tải nó còn đạt đến 95%. Vách máy xịn này, SM này. Linh phụ kiện kèm theo máy thì sẽ bao gồm có bộ chế này, cần đạp phần số. Chế đây là sử dụng là chế cái hàng của Kenhin PZ19. Giá 2,4 triệu trong một máy C225. Quay cho mình vòng. Ngoài lắp vào các dòng xe máy SYM ra thì mọi người cũng có thể lắp vào các dòng xe WeGen. WeGen 100cc nhé, sử dụng hai ốc tay cho màn đời cũ này, lắp được hết nhé. Và lên em cùng tiếp theo. Cục thứ hai đây là một cục máy hàng WRSX 110cc. Con này thì 3 triệu, mã C226. Phần cốt tải mọi người xem này, còn đạt đến 95%. Vách máy xịn này, máy tuyển. Hàng này thì em nhập được giá rẻ nên em cũng để giá hợp lý cho mọi người thôi. Đấy, nắp bên điện nên mọi người xem, nước sơn còn khá đẹp. Đầu bò và hơi đây còn zin nhá. Các chi tiết đầu bò đây. Máy sạch sẽ ngon này. Đấy, mọi người cần video test nữa thì liên hệ cho em gửi video test nổ cho. Máy có cam kết nổ ngon êm, không khói không ngủ. Linh phụ kiện kèm theo máy thì sẽ bao gồm có cục máy, cần đạp, cần số, chế. Có dây điện không? Không dây điện. Không chế nữa. Con này không chế, con này chỉ có máy không thôi. Máy không kèm theo cần đạp số thôi. Con này là máy FI nhá. Máy Way FI. Đấy, mọi người về sử dụng mà nó có, mọi người đang dùng những cái dòng FI mà chất lượng máy nó không còn tốt nữa thì mọi người có thể cân nhắc thay một cục máy như này. Con này đồ đạc xe cũ của mình thì vẫn dùng được thì sang đồ. Còn chất máy những cái con này em đều cam kết nhé, về mọi người test và sử dụng ấy, mà nó bị khói bị kêu thì bên em bảo hành đổi trả bình thường. C226 3 triệu, quay cho vòng. Máy cực kỳ đẹp, giá hợp lý. Rồi đây là mọi người cục tiếp theo, cục thứ 3. Đây là một cục máy hàng của Yamaha Sirius. Phần đầu bò là thích sử dụng đầu bò IV33 đời cao ấy. Con này thì đời nó từ tầm 2014-2015. Chất máy thì con này em cam kết là máy zin, nổ êm ngon, không khói không ngú. Còn lốc bên côn này, quay từng chi tiết để mọi người xem kỹ hơn. Côn này, đầu bò và hơi là zin. Các chi tiết ốc thì, chất máy thì em cũng đã xịt rửa vệ sinh qua rồi, đã test ngon lành hết rồi, về mọi người chỉ việc sử dụng thôi. IV33. Còn hơi ở đây, các chi tiết ốc còn cực kỳ sắc nét. Đấy, quay rõ chi tiết từng cái góc cạnh của máy để mọi người xem kỹ hơn.
Đây, phần chế đây là súng chế Mikuni của Nhật. Nắp bên điện, cốt tải còn đạt đến 95%. Linh phụ kiện kèm theo máy thì sẽ đủ, bao gồm có cần đạp, cần số chế và dàn điện. Con này có mã số là C227, 3 triệu. Quay cho một vòng này. Dòng máy này thì thích hợp cho người lắp vào các dòng máy của Yamaha Sirius hoặc là Jupiter. Ngoài ra cũng có thể lắp vào các dòng cùng phân khúc lắp được. Rồi lên đây mọi người cùng tiếp theo. Hôm nay em sẽ quay nhanh thôi. Quay vòng của máy để mọi người xem nhé. Tiếp tới là lên là một cục máy Suzuki Smart mã C228, 2 triệu. Tình trạng cục này thì nó đã chạm đầu rồi. Chạm đầu. Nói chung máy chạm nhá, máy chạm nhưng mà em vẫn test cho mọi người là mở nổ ngon, êm, không khói, không ngú. Và đồ thì toàn bộ cam kết mọi người là đồ hãng của Suzuki. Hàng Suzuki chính hãng. Cái nắp phần bên côn này. Cái này thì nó hơi bẩn đi, lau qua là sạch luôn. Chất máy thì em vẫn bao bảo hành cho mọi người, nổ ngon. Đồ bò là đồ bò ET3, đồ bò Thái. Các chi tiết ốc trước đầu bò hơi này. Phần đầu bò đây. Ốc kết còn khá là sắc nét nhé. Phần chế đây là chế Mikuni của Nhật. Phần hơi là súng Joy Suzuki 109cm khối. Quay cận cảnh từng góc cạnh máy. Khi mà em đã cây kỹ như thế này rồi thì mọi người mua hàng thì cứ báo mã số thôi, em sẽ không chụp lại đâu. Phần cốt tải này, vách giữa này. Linh phụ kiện kèm theo cục máy này thì sẽ đủ cần đạp, cần số và bộ chế khí. Thế thôi, quay trong vòng. Dòng này thì thích hợp cho người lắp vào các dòng máy Suzuki Smart, Suzuki Best hoặc là Suzuki Viva đều có thể lắp được. Và lên mọi người cục tiếp theo. Cục thứ 5 đây là một cục máy giá rẻ. Cục máy giá rẻ này thì thích hợp cho người lắp vào những cái dòng xe quay hoặc dẹp tàu. Đấy, mọi người không cần phải cái đồ nó giá quá cao mà chất lượng nó chạy nó vẫn ổn. Đấy, mọi người di chuyển chán rồi thì mọi người vứt luôn, không cần phải thay nữa. Lâu lâu ví dụ như một người chạy thường xuyên thì 5-7 tháng mọi người thay một lần. Cục máy chỉ có 1 triệu rưỡi thôi. Cục này em có bớt 100.000 về mọi người thay nhớt. Mã cục này là C229, 1,4 triệu. Phần cốt tải thì còn đạt đến 95%. Vách máy chưa trẻ này. Nói chung tầm giá như này thì yêu cầu máy zin cũng khá là ít. Nhưng mà máy thì em vẫn cam kết là mọi người là nổ ngon, êm, không khói, không hú. Cục này em đã test rồi nhá. Phần chi tiết phần bên côn này. Hơi nó sống hơi gang. Đầu bò thì em đã xịt rửa vệ sinh qua rồi. Chế đây là súng chế Kenhin hàng PB. Củ đè đây. Củ đè là thay củ đè xịn rồi, hàng Mitsuba. Linh phụ kiện kèm theo máy thì có cần đạp, cần số mới chế. Quay cho một vòng. Củ này thích hợp cho người lắp xe quay, xe gen. Phụ kiện có cả IC con nạp theo máy. Đấy, IC con nạp tàu. Ngoài ra thì bên em cung cấp nhiều sản phẩm khác nữa. Thì mọi người cần máy móc như nào, sản phẩm ra sao, mọi người bình luận bên dưới. Hoặc là mọi người cũng có thể đăng ký kênh ấy. Thì trong những cái mục video ở trên kênh của em đã đăng tải nhiều sản phẩm rồi, thì mọi người tham khảo. Đấy. Ok, cảm ơn tất mọi người đã xem video. Chào mọi người.